Boss Luxury, khẳng định đẳng cấp thượng lưu. Xin chào những khán giả thân mến của Boss Luxury Channel. Đồng hồ điểm chuông đại diện cho kỹ nghệ chế tác đồng hồ đỉnh cao, chỉ những nhãn hiệu danh tiếng hàng đầu thế giới mới đủ khả năng thực hiện. Phía sau âm thanh thần kỳ ấy là cả một câu chuyện dài về quá trình chế tác công phu và yêu cầu một người thợ có tay nghề cao cùng với khả năng cảm âm tốt mới có thể hoàn thiện được. Trong video này thì Boss Luxury sẽ giới thiệu đến bạn đọc 3 chiếc đồng hồ điểm chuông sở hữu hệ thống âm thanh tuyệt vời. Chúng ta hãy bắt đầu danh sách với thương hiệu Patek Philippe, đó chính là chiếc Patek Philippe 5750 Advanced Research Fortissimo được giới thiệu vào cuối năm 2021, đánh dấu mẫu đồng hồ thứ 6 ra mắt trong loạt Advanced Research độc quyền của thương hiệu. Chiếc đồng hồ này được sản xuất giới hạn chỉ 15 chiếc và thiết kế xoay quanh cơ chế hoạt động vô cùng độc đáo. Các kỹ sư của Patek đã đánh dấu sự ra đời của mẫu Grep 5750 sở hữu một hệ thống khuếch đại âm thanh cơ học hoàn toàn mới. Cả vỏ và búa đều được làm bằng bạch kim, một loại vật liệu dày, thường được coi là không thích hợp để chế tác đồng hồ. Tuy nhiên thì Patek phần lớn tránh ảnh hưởng âm thanh của vật liệu này với module Fortissimo bằng cách tách nó ra khỏi vỏ. Do đó họ có thể tự tin dựa vào kim loại quý này vào các tác phẩm thiết kế của họ. Việc sử dụng bạch kim cho bộ phận búa cũng là một sự lựa chọn độc đáo. Chúng thường được làm bằng thép để đạt được âm thanh lớn. Tuy nhiên thì nhờ vào khả năng khuếch đại cung cấp bởi tấm wafer sapphire thì Patek Philippe cũng có thể lựa chọn bạch kim nhằm mang lại âm thanh nhẹ nhàng, dễ chịu hơn cho tiếng chuông. Chopard Full Stride. Patek Philippe 5750 cũng có hai đặc điểm chính tương tự với Chopard Full Stride: vỏ bằng bạch kim và sự cấp tiến vượt bậc về công nghệ. Đồng hồ sở hữu 3 bằng sáng chế bảo vệ điểm chuông. Tuy nhiên, không giống như vật phẩm của Patek Philippe, Full Stride không tìm cách tách bộ gông ra khỏi bộ vỏ, cũng như không phát ra tiếng chuông qua các khe hở trong bộ vỏ. Theo đó, thì Chopard Full Stride được trang bị một bộ phận từ sapphire nguyên khối, duy nhất kết hợp cả mặt kính đồng hồ và gông để khuếch đại âm thanh. Khi búa đánh vào gông, âm thanh lan tỏa khắp mặt kính sapphire này. Chopard đã chứng minh sự tự tin của họ trong thiết kế bằng cách phát hành phiên bản đồng hồ mới nhất bằng bạch kim, bên cạnh mẫu vàng trắng và vàng hồng. Thứ ba, Audemars Piguet Royal Oak Minute Repeater Supersonary. Danh sách này không thể không đề cập đến công nghệ Supersonary của Audemars Piguet. Những chiếc đồng hồ Royal Oak này được trang bị mặt số Tapestry quen thuộc và không có các yếu tố thiết kế xa hoa nào khác. Công nghệ Supersonary của Audemars Piguet có một số đặc điểm tương tự với Patek 5750. Theo đó thì bộ gông được tách rời khỏi bộ máy và vỏ. Thay vào đó, nó được gắn vào một thiết bị mới hoạt động như bộ phận tăng âm và phát ra âm thanh thông qua các khe hở của bộ vỏ. Không biết bạn cảm thấy như thế nào về những mẫu đồng hồ này? Hãy để lại ý kiến của mình ở phía bên dưới và đừng quên like video cũng như subscribe Boss Luxury Channel. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.